Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 291, cả hội trường khiếp sợ. Vốn dĩ Giang Thần không hề muốn ra tay, anh chỉ muốn âm thầm giúp đỡ cho Đường Sở Sở mà thôi. Nhưng anh không ngờ, mỗi bác sĩ tham gia so tài có thể dẫn theo một trợ thủ. Bác sĩ Trần Phàm của cửa hàng dược phẩm Vạn Thịnh, hành nghề hơn 40 năm, là một bác sĩ Đông y già, mỗi ngày ông ta đều tiếp xúc với dược liệu, muốn thông qua khứu giác để phân biệt 100 loại dược liệu. Đây không phải là chuyện khó. Chỉ cần có đủ thời gian thì ông ta có thể phân biệt được toàn bộ. Cho dù thời gian so tài là 10 phút, nhưng ít nhất ông ta có thể phân biệt được 3-40 loại. Trợ lý của ông ta cũng đã hành nghề nhiều năm, biết rất rõ về dược liệu. Thời gian 10 phút, chắc là có thể phân biệt được 10 loại dược liệu. Còn Đường Sở Sở chỉ là một người dùng tiền để đi lên. Người như vậy dẫn theo trợ thủ đến, chắc là cũng không có bản lĩnh gì thật sự hơn nữa ông ta thấy gian thần ăn mặc không nhiễm một hạt bụi giống như một công tử bột ông ta lập tức tỏ vẻ khinh thường trong mắt ông ta đây chắc chắn là người nào đó theo đuổi đường sở sở trên sân khấu hai người khai hiểu đồng và mao khang đang chủ trì tiến hành thi đấu không ngờ trận đầu mở màn đã sặc mùi thuốc súng như vậy bác sĩ đều không ra tay để trợ thủ ra tay audio điện tử võ tấn bền đúng vậy trợ thủ của ai lợi hại hơn đây, mời nhân viên công tác bịt mắt hai vị đây lại. Rất nhanh đã có nhân viên công tác cầm đồ bịt mắt lên. Tuy rằng đường sở sở và Trần Phàm không ra tay, nhưng vì sự công bằng cho nên hai người đều đeo bịt mắt. Giang thần và trợ thủ nữ của Trần Phàm cũng như thế. Hai người đều đeo bịt mắt. Hai vị bác sĩ, ngăn tủ trước mặt hai người đã đặt sẵn 100 loại dược liệu, đánh số từ 1 đến 100, mời đi phân biệt. Sau khi phân biệt ra dược liệu, hãy viết tên của dược liệu vào số tương ứng, thời hạn là 10 phút, người đúng nhiều nhất sẽ thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai người đồng loạt nói. Nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu. Trận so tài bắt đầu. Giang thần đi đến ngăn tủ dược liệu, nhẹ nhàng cúi đầu người, sau đó tiếp tục đi tới. Rất nhanh anh đã đi hết một vòng, cầm bút lên, bắt đầu viết số và đáp án toàn bộ quá trình không đến 3 phút. Còn đối thủ anh thì cẩn thận phân biệt, vừa phân biệt vừa viết đáp án. Thời gian 10 phút nhanh chóng trôi qua. Đến lúc công bố đáp án. Đại hội trung y lần này mời không ít nhân vật có quyền lực nổi tiếng trong nước, có doanh nhân, chính trị gia, nhà triết học, các lĩnh vực khác, bọn họ là khách quý và cũng là giám khảo. Dưới sự chứng kiến của giám khảo, người dẫn chương trình xác nhận đáp án của trợ thủ Trần Phàm. 100 loại dược liệu trong 10 phút, cô ta dựa vào khứu giác, phân biệt được 8 loại. Không tệ. Mao Khang nhìn kết quả, cười nói tuổi còn trẻ, dưới tình huống bị che mắt có thể phân biệt được 8 loại dược liệu, một khoảng thời gian nữa chắc chắn có thể trở thành bác sĩ nổi tiếng một phương. Tất nhiên, vẻ mặt của Trần Phàm đắc ý, đây là đệ tử tôi tâm đắc nhất, có thiên phú rất cao về trung y, bây giờ đã có thể tự mình ra tay rồi. Đường sở sở thật sự rất khẩn trương, nhìn Giang thần thản nhiên đứng một bên, cô nhỏ giọng hỏi, không có vấn đề gì chứ. Giang thần mỉm cười với cô, nói yên tâm đi. Khai hiểu đồng nói tiếp, bây giờ chúng tôi sẽ xác nhận đáp án của trợ thủ đường sở sở. Mao Khang cầm đáp án của Giang thần, đọc số 1, Sơn Cha, chính xác. Số 2, Xuyên Ô, chính xác. Số 3, Như Hoàng, chính xác. Số 56, Thạch Cao, chính xác. Cùng lúc Mao Khang công bố đáp án, dưới sân khấu có nhiều bác sĩ nổi tiếng đã kinh sợ đứng lên. Bọn họ cũng nhìn thấy quá trình Giang Thần trả lời câu hỏi, thời gian anh dừng lại trước mỗi loại dược liệu không quá 3 giây. Mà có một số dược liệu tỏa mùi hương rất nhạt, thời gian 3 giây hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra, bây giờ đáp án đã công bố tới số 56, Giang Thần đều trả lời đúng. Số 100, Huyền Sâm, chính xác. Sau khi Mao Khang đọc đáp án cuối cùng, hít sâu một hơi, liếc nhìn giang thần trên sân khấu, không thể nào. Trần Phàm là người đầu tiên nảy sinh nghỉ ngờ, nói cậu ta gian lận. Giang thần liếc nhìn Trầm Phàm, thản nhiên nói, ông Trần, ông nói vậy là nghi ngờ tính công bằng của Đại hội Trung Y sao? Hiện trường có nhiều phương tiện truyền thông, camera và 100.000 khán giả, trước TV còn có hàng tỷ khán giả đang xem, ông nói tôi gian lận là thế nào? Tôi dám chắc cậu gian lận, cậu còn trẻ như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào khứu giác mà phân biệt ra nhiều dược liệu như vậy, hơn nữa còn trong thời gian ngắn, cho dù có mở to mắt cũng không thế nhanh như thế được. Trần Phàm không tin, ông ta không tin Giang Thần tuổi còn trẻ như thế mà đã đạt được trình độ đáng sợ như vậy trong giới trung y. Khai Hiểu Đồng nói, nếu đối thủ đưa ra nghi ngờ, vậy mời giám khảo kiểm tra bịt mắt mà anh ấy sử dụng có phải là giả hay không? Giang Thần đưa bịt mắt cho giám khảo. Giám khảo kiểm tra từng cái, bịt mắt không có vấn đề gì bây giờ tôi tuyên bố vòng so tài thứ nhất đường sở sở thắng cùng lúc tuyên bố kết quả trận đấu mọi người đều ồ lên ai có thể ngờ được đường sở sở bỏ tiền ra để vào bảng xếp hạng lại có thể thắng được vòng thứ nhất trợ thủ của đường sở sở là ai vậy đây là gương mặt mới tôi chưa từng thấy không đúng đó không phải gương mặt mới anh ta anh ta không phải là giang thần của tập đoàn giang long sao cái gì, giang thần của tập đoàn Giang Long, Hắc Long giang thần, không phải Hắc Long đã chết rồi sao? Bộ dạng này của giang thần đã từng xuất hiện trên mạng trước đó, hơn nữa còn bị lộ thân phận, không ít người nhớ ký anh, bây giờ sau khi mọi người nhớ ra đều khiếp sợ. Hắc Long, sao có thể chứ? Lời đồn về y thuật của Hắc Long có một không hai, điều này có thể giải thích được. Dưới sân khấu, đủ loại tiếng kinh hô vang lên, khai hiểu đồng đang định tuyên bố màn so tài tiếp theo trong tai nghe của cô ta truyền đến giọng nói của nhân viên công tác, sau khi cô ta nghe xong thì hơi sửng sốt, cơ thể không khỏi run lên. Cô ta xoay người nhìn đường sở sở đang đứng chung với Giang Thần, khuôn mặt đẹp ửng đỏ, mang theo sự kích động, xin hỏi, anh đây, anh tên là Giang Thần sao? Giang Thần không ngờ đã bị lộ sớm như vậy. Anh sờ mũi, nói phải. Anh, anh là Giang Thần của tập đoàn Giang Long phải không? Tập đoàn Giang Long gì chứ? Tôi là trợ thủ của đường sở sở. Vậy, anh có phải là Hắc Long Giang Thần không? Khai Hiểu Đồng trực tiếp chất vấn. Hiện trường đang được Livestream. Khán giả cả nước đều mở to mắt. Chuyện gì vậy? Tại sao người dẫn chương trình lại đột nhiên hỏi trợ thủ của đường sở sở có phải Hắc Long không? Chẳng phải Hắc Long đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn rồi sao? Giang Thần cười nhạt, cũng không nhiều lời. Anh kéo đường sở sở đi đến khu nghỉ ngơi ở hậu trường. Tay đường sở sở bị kéo đi, Thân thể mềm mại khẽ run lên, thân thể của cô muốn từ chối, nhưng trong lòng lại không muốn, dưới vô số ánh nhìn chăm chú, hai người tay trong tay rời đi. Dưới sân khấu, mọi người đang quan sát. Không ít bác sĩ trở nên căng thẳng. Hắc Long, đó thật sự là Hắc Long sao? Bọn họ biết Hắc Long, nhưng cũng chỉ biết võ công của anh có 102, còn y thuật có 102 thì chưa có ai nhìn thấy anh ra tay, cũng không có ai biết cuối cùng y thuật của anh như thế nào. Bây giờ Giang Thần vừa ra tay, thân phận Hắc Long của anh lập tức bị phơi bày. Hậu trường, khu nghỉ ngơi. Hồng Lãng và Hàn Kim Minh đang chuẩn bị cho trận so tài, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Vẻ mặt Hồng Lãng đầy nghi hoặc, sao có thể, sao anh ta có thể là Hắc Long được? Hàn Kim Minh hỏi, "Hồng quan chủ, rốt cuộc chuyện này là sao?" Hồng Lãng lập tức gọi điện thoại đến cục cảnh sát dò hỏi. Nhưng kết quả là Giang Thần vẫn đang bị nhốt ở phòng tạm giam của cục cảnh sát, không hề rời khỏi. Anh ta xua tay, nói, "Giang Thần vẫn bị nhốt ở cục cảnh sát, đây không phải là Hắc Long." Nghe thấy vậy, Hàn Kim Minh mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Chương 292: Không hài lòng với quy tắc. Hồng Lãng và Hàn Kim Minh đều hỏi thăm về những việc đang được lan truyền bên ngoài. Người trợ thủ hiện tại xuất hiện bên cạnh đường Sở Sở là chủ tịch tập đoàn Giang Long mà khoảng thời gian trước đó bên ngoài đồn đãi rằng chủ tịch tập đoàn giang long chính là hắc long nhưng bọn họ biết đó không phải là hắc long hắc long thực sự là giang thần người ở rể nhà họ đường hai người chỉ là cùng tên mà thôi mà bây giờ hắc long còn đang bị nhốt trong phòng tạm giam hồng lãng đặc biệt gọi điện thoại đến cục cảnh sát để dò hỏi xác định giang thần thật sự vẫn đang bị nhốt chưa từng ra ngoài cứ theo kế hoạch hành động hồng lãng liếc mắt nhìn hàn kim minh Hàn Kim Minh gật đầu, sắc mặt hiện lên một sự âm u, sau hôm nay, Trung Quốc sẽ không còn hiệp hội y học cổ truyền nữa, mà hiệp hội y học Hàn y của tôi sẽ chiếm đóng Trung Quốc, không tới mấy năm là có thể chiếm được thị trường y dược của Trung Quốc, đến lúc đó có thể dùng thuốc để khống chế toàn bộ người dân của Trung Quốc, như vậy chẳng khác nào khống chế toàn thế giới. Hồng Lãng thản nhiên nói, ông chủ đã dặn, hôm nay chỉ có thể thành công, không được thất bại. Yên tâm đi, cứ tin ở tôi. Hàn Kim Minh nói một cách chắc chắn. Hậu trường, khu nghỉ ngơi. Giang Thần kéo Đường Sở Sở đi tới. Gần đến khu nghỉ ngơi, Đường Sở Sở nhanh chóng thoát khỏi tay của Giang Thần, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Giang Thần mỉm cười, nói, "Xin lỗi, đã mạo phạm rồi." "Không, không sao." Đường Sở Sở thật sự rất khẩn trương, cô vươn tay sửa lại mái tóc, che giấu sự khẩn trương trong lòng. Cô không nhịn được nhìn Giang Thần đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết góc cạnh rõ ràng đẹp trai và mê người như vậy cô bị hấp dẫn bởi khuôn mặt và khí chất này của giang thần cô cho rằng hắc long đã chết không ngờ anh lại còn sống hơn nữa bây giờ chồng của cô là giang thần phạm tội và đã ngồi tù cô cũng có ý định ly hôn cậu giang chuyện lần trước cậu nói với tôi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi hả giang thần nhìn đường sở sở nhìn khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm ngại ngùng của đường sở sở, vẻ mặt của anh nghi hoặc, chuyện lần trước anh nói với đường sở sở là chuyện gì? Anh có nói gì sao? Đường sở sở cúi đầu, nói nhỏ, lần trước cậu nói, chỉ cần tôi ly hôn với chồng tôi, cậu sẽ cưới tôi. À, Giang thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói, đúng, hình như tôi đã nói vậy. Đường sở sở hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, chồng tôi phạm tội cưỡng bức một cô gái, Tình huống rất tệ, ngày mai mở phiên tòa, anh ấy bị kết án ít nhất 20 năm, chờ sau khi anh ấy ngồi tù, tôi sẽ xin cưỡng chế ly hôn. Giang Thần nhíu mày. Anh không ngờ Đường Sở Sở không tin anh, cho rằng anh thực sự làm chuyện đó. Còn muốn xin cưỡng chế ly hôn. Sau khi nghe được lời này, trong lòng anh cũng không hề cảm thấy vui vẻ. Anh hít sâu một hơi, đổi vị trí để suy nghĩ, bất kể là người phụ nữ nào đối mặt với việc này cũng không thể chấp nhận được. Chuyện đó để sau rồi nói. Giang thần ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa, yên lặng hút thuốc. Trên sân khấu vẫn đang tiếp tục so tài. Nhưng ngay lúc này, hai người dẫn chương trình nhận được tin tức. Khai Hiểu đồng tạm dừng cuộc so tài, nhìn khán giả và rất nhiều phương tiện truyền thông trước mắt, vẻ mặt có lỗi, "Mọi người, tôi rất xin lỗi, hiện tại xuất hiện một chút sự cố, chúng tôi không thể không tạm dừng cuộc so tài." "Hả?" Toàn hội trường đều chấn động. Tạm dừng cuộc so tài, xảy ra sự cố gì? Khai hiểu đồng tiếp tục nói, vừa rồi chúng tôi vừa nhận được tin tức, có người không hài lòng với quy tắc so tài do chúng tôi đặt ra, người này chính là bác sĩ Hàn Kim Minh của bệnh viện Thái Thượng, bây giờ chúng tôi xin mời ông Hàn Kim Minh lên sân khấu. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hàn Kim Minh xuất hiện trên sân khấu. Đối mặt với khán giả toàn hội trường và camera, vẻ mặt ông ta vô cùng thản nhiên. Mao Khang hỏi, ông Hàn, ông có gì không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Trung Y lần này thì cứ việc nói ra. Hàn Kim Minh nhận lấy micro do nhân viên công tác đưa tới rồi nói, tôi không hài lòng với quy tắc so tài của Đại hội Trung Y này, rất không hài lòng, từng người từng người so tài thì đến khi nào mới xong, tôi kiến nghị top 100 người cùng nhau so tài. Khai hiểu đồng mỉm cười, ông Hàn, đây là quy tắc so tài do nhiều bệnh viện bàn bạc với nhau để đặt ra, bây giờ không thể vì ông không hài lòng mà tạm thời thay đổi quy tắc. Phải không? Hàn Kim Minh cười nhạt, duỗi tay chỉ vào Phương Vĩnh Cát đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía dưới, nói từng chữ một, quy tắc đều do kẻ mạnh đặt ra, như vậy đi, tôi và thần Y Phương quyết đấu một trận, nếu tôi may mắn chiến thắng thì quy tắc so tài lần này do tôi quyết định. Một câu nói khiến cho hiện trường dậy sóng. Dựa theo quy tắc trước đây, chỉ có người bộc lộ tài năng cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến với thần Y Phương. Tất cả máy quay và máy chụp hình đều hướng về phía Phương Vĩnh Cát. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của Phương Vĩnh Cát. Sự việc xảy ra ở trên sân khấu, Giang Thần cũng biết. Anh dẫn theo đường sở sở đi tới, ngồi trên ghế phía dưới, nhìn Hàn Kim Minh trên sân khấu. Anh đã sớm biết đám người Hàn Kim Minh sẽ có hành động. Chỉ là cuối cùng bọn họ muốn làm gì, anh lại không biết. Cho dù là hiện tại, anh cũng chưa không biết. Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh Cát đứng dậy và đi lên sân khấu, khuôn mặt già nua mang theo ý cười nhìn Hàn Kim Minh, nói, ông Hàn, ông không hài lòng với quy tắc thi đấu hiện tại, cũng không cần phải khiêu chiến với tôi vì quy tắc không phải tôi đặt ra, mà là mọi người cùng nhau đặt, cho dù ông thắng tôi thì tôi cũng không có quyền để ông sửa đổi quy tắc. Vậy hãy hỏi ý kiến của mọi người. Hàn Kim Minh nhìn các ông lớn của nhiều tập đoàn ở phía dưới sân khấu. Diệp Hùng của Thiên Quân, Lâm Y của Trường Sinh, Trương Trường Thiên của Vạn Thịnh. Những người này đều là các ông chủ lớn của các tập đoàn y dược ở thành phố Giang Trung, quy tắc là do bọn họ cùng nhau bàn bạc ra. Giờ phút này, bọn họ đang cùng nhau thương lượng về chuyện này. Sau hơn 10 phút bàn bạc, cuối cùng cũng có kết quả. Sau khi khai hiểu đồng nhận được câu trả lời, ông Hàn thông qua bàn bạc, các vị khác đều đồng ý để ông khiêu chiến. Chỉ cần ông có thể thắng Thần Y Phương thì quy tắc so tài của đại hội trung y lần này sẽ do ông quyết định, còn quy tắc so tài giữa ông và Thần Y Phương sẽ do hai người tự bàn bạc với nhau." Phương Vĩnh Cát lập tức nói, "Nếu ông Hàn đã nói vậy, vậy quy tắc so tài giữa tôi và ông ta, để ông ta quyết định đi." Hàn Kim Minh nói thẳng, "Tôi cũng không bắt nạt ông, chúng ta so tài phân biệt, điều chế thuốc, châm cứu, bấm huyệt, thế nào?" Ông ta nhìn Phương Vĩnh Cát cuộc so tài còn chưa bắt đầu đã nồng nặc mùi thuốc súng. Hàn Kim Minh đã ra mặt phản đổi quy tắc so tài, việc này làm trì hoãn tiến độ của Đại hội Trung Y, nhưng đối với khán giả lại là một chuyện kích thích. Thần Y Phương đạt được danh hiệu Thần Y liên tiếp 20 năm. Ông ta đã không ra tay nhiều năm, lần này có thể nhìn thấy y thuật của Thần Y Phương, đây chắc chắn là một điểm nổi bật lớn trong Đại hội Trung Y này. Được, tôi đồng ý. Dưới nhiều ánh nhìn chăm chú, Phương Vĩnh cát thản nhiên mở miệng. "Được, tôi sẽ nói kỹ hơn về quy tắc." Trên mặt Hàn Kim Minh ẩn chứa ý cười gian xảo, nói, "Hai bên điều chế độc dược, cho đối thủ uống vào, cũng có thể cho người tín nhiệm của đối thủ uống, sau khi uống sẽ dùng cách châm cứu và bấm huyệt rồi phối hợp điều chế giải dược để tiến hành giải độc. Người giải được độc trước sẽ thắng, ba hiệp trong một lần so tài, sống sót sẽ chiến thắng." Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường khiếp sợ. Ngay cả Phương Vĩnh Cát cũng bị cách so tài này làm cho chấn động. Hàn Kim Minh tiếp tục nói, Thần Y Phương, ông phải nghĩ thật kỹ, lần so tài này có thể chết người, nhưng chỉ cần trong quá trình so tài tự động nhận thua thì đối thủ có thể đưa ra thuốc giải. Được, tôi chấp nhận so tài. Phương Vĩnh Cát liếc mắt nhìn Hàn Kim Minh, khẽ gật đầu. Lời này vừa nói ra khiến cho toàn hội trường náo động. Đại hội trung y này còn náo nhiệt hơn những lần trước chương 293, trận so tài tàn khốc. Đối mặt với lời khiêu chiến của Hàn Kim Minh, Phương Vĩnh Cát không hề sợ hãi, ông ta chọn chấp nhận so tài. Phương Vĩnh Cát chấp nhận so tài, Hàn Kim Minh nhếch môi, lộ ra nụ cười giả tạo vì âm mưu đã được thực hiện. Tôi sẽ nói sơ qua về quy tắc, Hàn Kim Minh nói chuẩn bị một nghìn loại dược liệu, dựa vào sự hiểu biết về dược liệu, tự do pha trộn và kết hợp để điều chế ra thuốc độc. Sau khi đối thủ uống thuốc độc, cần phải tiến hành pha trộn lại từ một nghìn loại dược liệu đó, tìm ra thuốc giải, đương nhiên là cũng có thể dùng cách trị liệu châm cứu và bấm huyệt để giải độc. Được. Phương Vĩnh Cát gật đầu. Hàn Kim Minh lại nói, để tránh bị nghi ngờ, một nghìn loại dược liệu này sẽ do bách thảo đường của ông chuẩn bị. Phương Vĩnh Cát lập tức đi sắp xếp. Rất nhanh, một vài ngăn tủ đã được đẩy lên sân khấu. Trong ngăn tủ có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, mỗi một ngăn kéo đều đánh dấu tên dược liệu trên đó. Dựa theo quy tắc thì hai người đều có thể tìm một trợ thủ. Phương Vĩnh cát vốn không biết lai lịch của Hàn Kim Minh, nhưng trước đó Giang Thần đã gọi cho ông ta và muốn ông ta vận dụng mạng lưới tình báo ngầm đi điều tra một người tên Bàn Tay Thần Diệu, người của Y Vương. Tuy rằng Mộc Ninh đi điều tra, nhưng ông ta cũng biết mấy tin tức đó. Giang Thần điều tra Bàn Tay Thần Diệu, Y Vương chính là Hàn Kim Minh, ông ta đã từng là người Trung Quốc, mấy chục năm trước đã di dân đến nước Cao Ly. Bây giờ ông ta là hội trưởng của hiệp hội y học Cao Ly, người này tới đây không có ý tốt, Phương Vĩnh Cát không thể không cẩn thận xử lý. Phương Vĩnh Cát bảo cháu gái Phương Thốn Tâm làm trợ thủ. Đây là nữ thần y trò giỏi hơn thầy rất có tiếng ở thành phố Giang Trung. Trợ thủ của Hàn Kim Minh không phải ai khác mà chính là Hồng Lãng, quán chủ của bệnh viện Thái Thượng, một người có bản lĩnh lại rất khiêm tốn. Hai bên đều đang chuẩn bị. Dưới sân khấu, khu vực chỗ ngồi phía sau Giang Thần im lặng quan sát. Tần Sương đã nhường chỗ của mình cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nghi ngờ hỏi, "Cậu Giang, rốt cuộc bác sĩ Hàn này đang làm gì vậy?" Giang Thần khẽ lắc đầu, "Nếu anh biết Hàn Kim Minh muốn làm gì thì anh đã không bị động như vậy." "Cậu Giang, y thuật của hai người này ai cao minh hơn?" Đường Sở Sở cũng bắt đầu tò mò. 20 năm qua thần y phương chưa từng thua trận nào, bây giờ Hàn Kim Minh của bệnh viện Thái Thượng lại khiêu chiến với ông ta hơn nữa còn dùng cách này, biết rõ đối thủ là thần y mà còn tự tin như thế, cuối cùng thì ông ta có lai like lịch gì. Quan sát đã rồi nói, Giang thần nhẹ giọng nói, bất kể đám người Hàn Kim Minh làm gì, chỉ cần xem thì sẽ biết. Bọn họ kiêng kỳ anh, không muốn anh tới, chứng minh rằng kế hoạch của bọn họ có liên quan đến y thuật, không muốn anh tham gia vào làm hỏng kế hoạch. Rất nhanh hai bên đã chuẩn bị xong. Trên sân khấu, hai người dẫn chương trình đứng ở giữa phía sau sân khấu đã chuẩn bị xong một nghìn loại dược liệu, một nghìn loại dược liệu này đều là một số dược liệu bình thường, không có độc. Phương Vĩnh Cát bên trái, Hàn Kim Minh bên phải. Khai Hiểu Đồng nói, hai vị dựa theo quy tắc đã thống nhất, thời gian điều chế thuốc độc là nửa tiếng, sau nửa tiếng đưa thuốc độc đã điều chế cho đối thủ, đối thủ có 10 phút để nghiên cứu và quan sát, sau 10 phút phải uống vào. Mao Khang nói tiếp, đây là việc nguy hiểm đến tính mạng, sau khi hai vị điều chế thuốc độc xong thì tạo ra thuốc giải ngay, nếu đối thủ nhận thua, phải lập tức đưa thuốc giải ra. Hai vị, đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nghe khẩu lệnh của tôi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay khi cuộc so tài bắt đầu, Phương Vĩnh cát lập tức cầm dụng cụ đi lấy thuốc. Hàn Kim Minh cũng vậy. Hàng trăm nghìn khán giả đang nhìn. Giờ phút này tim của bọn họ đều treo tới cổ họng, cuộc so tài y thuật tàn khốc như vậy, ở thành phố Giang Trung này vẫn là nghìn năm có một. Một người giữ danh hiệu thần y thành phố Giang Trung liên tiếp 20 năm. Một người là bác sĩ không có chút tiếng tăm nào. Trình độ y thuật của hai người ai mạnh hơn ai. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Đường sở sở nhìn Phương Vĩnh Cát và Hàn Kim Minh đang bận rộn trên sân khấu, không nhịn được hỏi, cậu Giang, đó đều là một số loại dược liệu bình thường, có thể kết hợp thành thuốc độc sao? Có thể, Giang thần gật đầu nói, bản thân dược liệu đó không có độc, nhưng kết hợp với dược liệu khác theo tỷ lệ khác nhau sẽ thành có độc. Trình độ về y học của Phương Vĩnh Cát và Hàn Kim Minh đều rất cao. Hai người tạo ra thuốc độc, đó là kịch độc, phải xem cách giải độc của hai người ai cao minh hơn. Đường sở sở không nhịn được liếc nhìn Giang thần, hỏi cậu Giang, nếu cậu lên sân khấu so tài với hai người họ, cậu có thể thắng bọn họ không? Giang thần nhếch môi, thản nhiên nở nụ cười nhạt. Nhìn thấy nụ cười của Giang thần, đường sở sở đã hiểu thời gian từng phút trôi qua phương vĩnh cát và hàn kim minh đang nghiêm túc điều chế thuốc dưới ánh nhìn chăm chú của vô số khán giả và camera bọn họ đang dùng sự hiểu biết của mình về dược liệu để điều chế thuốc độc chớp mắt đã qua nửa tiếng hai vị đã hết giờ xin mời dừng lại phương vĩnh cát và hàn kim minh đều dừng lại mao khang nhìn hai người nói để đảm bảo an toàn bây giờ hai vị bắt đầu điều chế thuốc giải Lần này không hạn chế thời gian, nhất định phải thật chuẩn xác, đây chỉ là một trận so tài, nếu gây ra tai nạn chết người vậy thì sẽ rất phiền phức, vì để công bằng, thuốc độc mà hai vị đã điều chế tạm thời sẽ bị cất vào kho niêm phong. Hàn Kim Minh bắt đầu tìm kiếm trong số rất nhiều dược liệu và bắt đầu kết hợp thuốc giải. Phương Vĩnh Cát lại chậm chạp không hề cử động. Ông nội, có chuyện gì vậy? Phương thốn tâm nhịn không được hỏi. Vẻ mặt của Phương Vĩnh Cát có chút nghiêm trọng. Nói thuốc ông điều chế độc tính quá mạnh, muốn điều chế thuốc giải từ 1.000 dược liệu ở đây thì rất khó, cho dù đây là thuốc độc do ông tự điều chế, thì thuốc giải ông điều chế ra nhiều nhất cũng chỉ có thể giải được một nửa độc tố. Phương thốn tâm nhỏ giọng nói, chúng ta còn có thể châm cứu, bấm huyệt, kết hợp hai phương pháp này chắc là có thể giải được hết độc tố. Ừm, Phương Vĩnh Cát gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, chờ khi Hàn Kim Minh nhận thua, ông sẽ châm cứu và bấm huyệt để giải độc cho ông ta. Nói xong, ông ta bắt đầu điều chế thuốc giải. Hai người rất nhanh đã điều chế ra thuốc giải. Sau 30 phút, hai người đã hoàn thành. Thuốc giải bọn họ điều chế ra cũng bị nhân viên công tác niêm phong. Bây giờ là lúc từng người nghiên cứu thuốc độc của đối thủ. Thời gian là 10 phút. Trong 10 phút, hai người có thể quan sát thuốc độc đối thủ đã điều chế ra. Phương Vĩnh Cát mở thuốc độc của Hàn Kim Minh ra, đây một loại thuốc bột màu trắng, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc là do những dược liệu nào tạo thành. Hàn Kim Minh cũng nghiên cứu thuốc độc do Phương Vĩnh Cát điều chế, cũng là loại thuốc bột màu trắng. Thời gian 10 phút đã kết thúc. Khai Hiểu Đồng dò hỏi, hai vị, ai sẽ là người uống thuốc độc? Phương Thốn Tâm đứng dậy. Cùng lúc đó Hồng Lãng cũng đứng dậy. Trong tay hai người đều cầm thuốc độc do đối thủ điều chế. Giờ phút này, khán giả toàn hội trường đều đứng lên. Mọi người không biết Hàn Kim Minh là ai, nhưng Phương Vĩnh Cát là thần y, thuốc độc do ông ta điều chế trong nửa tiếng, chắc chắn là kịch độc trên thế giới, nếu uống vào thì nhất định sẽ chết người. Hai vị, xin mời. Dưới vô số camera, hai người Phương Thốn Tâm và Hồng Lãng mở thuốc bột trong tay ra, há miệng uống vào. Phương Thốn Tâm mới uống xong thì cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt của cô ta không nhìn rõ, sau đó biến thành màu đen, ngã quỵ xuống đất, ngay sau đó miệng sùi bọt mép. Sau khi Hồng Lãng uống thuốc độc, cũng ngã quỵ xuống đất, sắc mặt biến thành màu đen, cả người co giật, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim của mọi người đều treo tới cổ họng, tất cả ngừng hô hấp, mở to mắt chăm chú nhìn. Có một số người nhát gan, sợ hãi đến hét lên. Chương 294, mục đích của Hàn Kim Minh. Thuốc mà Phương Vĩnh Cát và Hàn Kim Minh điều chế ra đều là kịch độc, sau khi uống xong thì sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Phương Thốn Tâm và Hồng Lãng đều trúng độc và ngã xuống đất, những biểu hiện trúng độc đều khác nhau. Phương Vĩnh Cát lập tức ngồi xuống, bắt mạch và xem xét tình trạng của Phương Thốn Tâm. Hàn Kim Minh cũng vậy, kiểm tra tình trạng cơ thể của Hồng Lãng. Trên sân khấu có hơn 10 camera. Nhất cử nhất động của Phương Vĩnh Cát và Hàn Kim Minh đều được ghi lại. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, Phương Vĩnh Cát lập tức lấy kim châm, chặn tất cả các huyệt đạo, kinh mạch của Phương Thốn Tâm để độc tố không khuếch tán. 10 phút sau, sau khi tiến hành kiểm tra, chẩn đoán, Phương Vĩnh Cát đã có tính toán. Trong 10 phút phải điều chế ra thuốc giải để đào thải độc tố ra ngoài, nếu không tính mạng của Phương Thốn Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Nếu 10 phút sau độc vẫn chưa được giải, Phương Vĩnh Cát nhận thua, Hàn Kim Minh đưa ra thuốc giải, cơ thể của Phương Thốn Tâm vẫn bị tổn thương nghiêm trọng và để lại nhiều di chứng. Phương Vĩnh Cát lập tức đi tìm thuốc giải, bắt đầu điều chế. Phía bên kia, hàn kim minh lại rất điềm tĩnh cởi tất cả quần áo và tất cho hồng lãng chỉ để lại đồ lót trong lúc này toàn thân của hồng lãng nổi lên những đốm đen dưới sự chăm chú quan sát của khán giả hàn kim minh lập tức lấy kim châm châm vào các huyệt đạo của hồng lãng hàn kim minh vừa ra tay giang thần nhanh chóng phát hiện ra một vài điều lập tức thốt lên đoạt mệnh hồi hồn châm nhìn cách hành động của hàn kim minh và vị trí kim châm trên cơ thể của hồng lãng giang thần lập tức hít một hơi thật sâu đã sử dụng đoạt mệnh hồi hồn châm, nếu ông ta biết tam hợp chỉ, lợi dụng tam hợp chỉ để bấm huyệt, kết hợp với đoạt mệnh hồi hồn châm, cho dù là loại độc tố nào cũng đều bị ép ra ngoài. Đường Sở Sở ngồi bên cạnh nhịn không được hỏi, "Tổng giám đốc Giang, cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cái gì mà đoạt mệnh hồi hồn châm, cái gì mà tam hợp chỉ?" Giang Thần giải thích, "Đoạt mệnh hồi hồn châm chỉ là tên gọi của một phương pháp châm cứu, chính xác là sắp xếp các kim châm một cách đặc biệt." mỗi kim châm sẽ châm vào mỗi vị trí huyệt đạo khác nhau, sẽ tạo ra mỗi hiệu quả khác nhau, còn tam hợp chỉ là một thủ pháp bấm huyệt. Giang thần giải thích một cách đơn giản. Đường sở sở là người ngoài cuộc, nên nghe cũng không hiểu. Không chỉ riêng cô, mà ngay cả những bác sĩ làm nghề vài chục năm cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì loại thủ pháp châm cứu, kỹ xảo bấm huyệt này đã bị thất truyền từ lâu, cho dù đã nghe qua nhưng vẫn không biết thực hiện. Quả nhiên, dưới sự quan sát tỉ mỉ của giang thần hàn kim minh đã dùng tam hợp chỉ tam hợp chỉ là loại thủ pháp bấm huyệt cực nhanh mỗi lần bấm huyệt vào ba vị trí phải đồng thời dùng lực vào vị trí của ba huyệt đạo như vậy mới có hiệu quả đặc biệt nhưng mỗi người chỉ có hai tay khó mà thực hiện được cần phải có kỹ thuật đặc biệt ngoài kỹ thuật ra phải hiểu rõ vị trí kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người hơn nữa tốc độ thao tác phải nhanh gọn dưới sự kết hợp của tam hợp chỉ kim châm trên người của hồng lãng, các độc tố màu đen dần dần nổi lên, những đốm đen trên da cũng dần biến mất. Thao tác của Hàn Kim Minh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Toàn bộ người xem ở hiện trường kinh ngạc. Toàn bộ bác sĩ ở đây kinh ngạc. Người xem trên toàn thế giới kinh ngạc. Còn bên kia, Phương Vĩnh Cát vội vã điều chế thuốc, ông ta cũng không chắc rằng mình có thể điều chế ra thuốc giải độc hay không. Trong 5 phút đồng hồ, ông ta đã tạo ra thuốc giải đưa cho phương thốn tâm uống tiếp theo là dùng kim châm bấm huyệt và các phương pháp đào thải độc tố mặc dù đã đào thải ra được một ít độc tố nhưng tình trạng của phương thốn tâm vẫn chưa giảm bớt lúc này phương thốn tâm đã hôn mê phương vĩnh cảnh là thần y hai mươi mấy năm nay chưa từng một lần thất bại nhưng hàn kim minh cũng không phải người bình thường thuốc ông ta điều chế ra rất độc độc tố khuếch tán cực nhanh Nhanh đến mức trong một khoảng thời gian ngắn, Phương Vĩnh Cát không thể nào giải độc. Nếu như thời gian độc tố khuếch tán chậm hơn, có thêm một ít thời gian, Phương Vĩnh Cát nhất định sẽ tìm ra được thuốc giải. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian chỉ còn lại 2 phút. Độc tố trong cơ thể của Hồng Lãng cơ bản đã được đào thải ra ngoài, vẻ mặt đã trở nên hồng hào. Phương Vĩnh Cát nước nhìn Hàn Kim Minh, thấy Hàn Kim Minh đã giải độc thành công cho Hồng Lãng, ông ta biết rằng lần này bản thân đã thua. Ông ta đứng dậy, nói tôi đã thua, trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể giải độc, mau đưa thuốc giải cho tôi. Nếu ông ta còn không nhận thua, dựa vào thời gian khuếch tán nhanh như vậy của độc tố, mạng sống của Phương Thốn Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Phương Vĩnh cát nhận thua. Danh hiệu thần y 20 năm nay nhận thua rồi sao? Tất cả mọi người đều không thể tin đây là sự thật mọi người đều biết đây có thể sẽ là trận đối đầu ngang tài ngang sức nhưng lại không nghĩ rằng áp lực đè nén lên một phía sau khi phương vĩnh cắt nhận thua nhân viên ở phía sau sân khấu lập tức lấy thuốc giải đã được chuẩn bị từ trước đưa cho phương thốn tâm uống sau khi phương thốn tâm uống thuốc giải ông ta lập tức thực hiện các động tác bắt mạch châm cứu bấm huyệt loại bỏ triệt để độc tố trong cơ thể của phương thốn tâm ra ngoài không lâu sau phương thốn tâm đã tĩnh lại ông nội Cô ta yếu ớt mở miệng nói. Phương Vĩnh Cát hơi dừng tay lại. Ông ta nhìn Hàn Kim Minh đứng cách đó không xa, nói tài năng của ông, tôi đây bội phục, tôi thua rồi, quy tắc của Đại hội Trung Y lần này, ông nói xem. Hàn Kim Minh xua tay, cắt ngang lời nói của Phương Vĩnh Cát. Giờ phút này Hàn Kim Minh đã không còn vẻ khiêm tốn như trước đây nữa, ông ta trở nên kiêu ngạo, vẻ mặt đầy tự hào, ông Phương, tôi không đồng ý với cách nói của ông cái gì mà đại hội trung y, đây là trung y sao? Hả? Phương Vĩnh cắt nhíu mày. Hàn Kim Minh xoay người về phía trước, đối diện với camera, cao giọng nói, thực ra, tôi không phải là người Trung Quốc, tôi đến từ nước Cao Ly. Giới y học hiện nay chia làm hai loại, một là y học hiện đại gọi là Tây Y, hai dùng các phương pháp như thảo dược, châm cứu, bấm huyệt, và nhìn, nghe, hỏi, sờ gọi là Hàn Y. Tiền triều nước Cao Ly họ Hàn, hàn y đã được lưu truyền vài nghìn năm trước, năm đó các bậc tiền bối của nước tôi tới Trung Quốc, đưa hàn y truyền bá cho người dân nơi đây, mà tiền thân của đại hạ là Trung Quốc, do đó được gọi là Trung y và lưu truyền cho tới ngày nay. Hôm nay tôi đến Trung Quốc chính là để chứng minh y thuật của nước tôi, muốn mọi người nhìn nhận rõ sự thật này. Hàn Kim Minh mở miệng nói rõ rừng chữ. Hàn Kim Minh, ông nói bậy. Trung y lưu truyền mấy ngàn năm, khi Trung y xuất hiện, đất nước của ông còn chưa ra đời đâu. Vì Hàn Y mà chứng minh, giọng điệu cũng lớn thật. Dưới sân khấu, một vài bác sĩ trung y nổi giận chỉ trích. Đối mặt với lời chỉ trích của mọi người, vẻ mặt Hàn Kim Minh vô cùng thản nhiên, ông ta nhìn mọi người, nhìn các phương tiện truyền thông nói, lời tôi nói đều là sự thật, các điển tích trung y không hề ghi lại phương pháp điều trị, các vị tiền bối của nước tôi cũng không truyền lại, cho nên ở Trung Quốc, đó đều là tuyệt học thất truyền, còn ở đất nước của tôi ai cũng biết. Kế tiếp, tôi sẽ thông báo quy tắc của đại hội y học lần này. Top 100 người đứng ra khiêu chiến với tôi, nếu thua, thì phải tự nguyện thừa nhận Trung Y có nguồn gốc từ Hàn Y, và phải thừa nhận Trung Y chỉ là một nhánh của Hàn Y. Nếu có người đánh bại tôi thì chỉ có thể trách tôi học nghệ không tin, tôi sẽ rút lại những lời nói từ nãy giờ. Hàn Kim Minh mở miệng nói từng chữ. Cuối cùng ánh mắt ông ta nhìn về phía Phương Vĩnh Cát, vẻ mặt khinh thường, nói ông Phương, tôi cho ông thêm một cơ hội khiêu chiến với tôi nếu như ông thắng tôi sẽ cút về cao ly còn nếu ông thua thì phải thừa nhận tất cả những thứ ông học được là của hàn y ngoài ra còn phải giải tán việc thành lập hiệp hội y học cổ truyền trung quốc hoặc đổi tên thành hiệp hội hàn y hơn nữa cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí hội trưởng hiệp hội hàn y vị trí này sẽ do truyền nhân hàn y chính thống tôi đây đảm nhiệm lời nói của hàn kim minh khiến tất cả mọi người tức giận tất cả mọi người ở đây đều bất mãn với hàn kim minh dưới sân khấu, Giang Thần híp mắt, thản nhiên nở nụ cười, hóa ra, bọn họ có chủ ý này, muốn loại bỏ Trung Y, sợ mình xuất hiện sẽ mang tới nhiều rắc rối nên mới nghĩ ra cách khiến mình không thể chủ trì đại hội Trung Y lần này. Chương 295, nhiều người tức giận. Trên sân khấu, Hàn Kim Minh nhìn Phương Vĩnh Cát, nói từng chữ từng chữ một, "Ông Phương, ông có thắc mắc gì với lời tôi nói sao?" Phương Vĩnh Cát nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta đã sớm biết Hàn Kim Minh đến từ Cao Ly. Ông ta cũng biết người này đã từng là người Trung Quốc, chỉ là di dân đến Cao Ly, ông ta không ngờ rằng Hàn Kim Minh tới tham gia đại hội trung y này là có mục đích như vậy. Ở phương diện điều chế độc, giải độc ông ta quả thật không bằng Hàn Kim Minh. Ông Phương, ông dựa vào việc ông học được một chút y học của Hàn y thì cho rằng trung y là chính thống, hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, tôi cho ông một cơ hội nữa để ông khiêu chiến với tôi. Thất bại một lần nữa, giải tán hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, hoặc là sửa tên thành hiệp hội hàn y, vậy không quá đáng chứ? Hàn Kim Minh hùng hổ dọa người. Thần y phương, đồng ý với ông ta thì đã sao? Trung y là văn hóa truyền thống của nước Trung Quốc, sao có thể để tên xấu xa này làm bẩn được. Tôi chính là không tin, nhiều y học phố y ở thành phố Giang Trung như vậy mà không thể đánh bại một tên xấu xa. Không ít những bác sĩ trung y đứng lên, sôi nổi mở miệng muốn Phương Vĩnh Cát đồng ý. Phương Vĩnh Cát nhìn những người này dưới sân khấu. Ông ta biết những người này tất nhiên có rất nhiều bất mãn đối với Hàn Kim Minh, cũng có rất nhiều người bị Hàn Kim Minh mua chuộc, chính là muốn buộc ông ta đồng ý. Một khi ông ta đồng ý, thua trận một lần nữa, vậy có thể chính là tội nhân của nước Trung Quốc. Hàn Kim Minh mở miệng lần nữa, nói, như thế nào, ông không dám sao. Bác sĩ Hàn, ông đừng có quá đáng phương thốn tâm cũng không tiếp tục nhìn được nữa trên khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp mang theo vẻ bất mãn nói ông luôn miệng nói trung y có nguồn gốc từ hàn y trung y là nhánh của hàn y những điều này đều chỉ là những lời phiến diện của ông không phải hàn kim minh đã chuẩn bị đầy đủ ông ta nói một câu với hồng lãng hồng lãng rời khỏi sân khấu mọi người đều tức giận phẫn nộ nhìn ông ta không biết ông ta lại muốn làm trò gì vài phút sau Hồng Lãng trở lại, trong tay anh ta còn cầm không ít đồ. Hàn Kim Minh mở một cuốn sách cổ, nói: "Đây là thánh chỉ của một vị hoàng đế nước Cao Ly của tôi triều đại Hàn trước kia, căn dặn thần y Hoa đã tiếng tăm lừng lẫy trước kia truyền lại cho nước Trung Quốc." Ông nói bậy. Danh y trong lịch sử nước tôi, sao trở thành người của nước các ông rồi? Hàn Kim Minh, ông đừng nói láo, ông mau cút đi, thành phố Giang Trung không chào đón ông. Thật là buồn cười, trò đùa nực cười. Hoa Đà là người nước cao ly, cười chết tôi mất. Dưới sân khấu, không ít lời của trách sôi nổi. Mà hai người dẫn chương trình này, vẫn luôn không nói chuyện. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Hàn Kim Minh nói, bọn họ cũng không nghe nổi nữa. Trên mặt khai hiểu đồng mang theo vẻ bất mãn, lạnh lùng nói, không ngờ rằng ông Hàn lại bịa ra một câu chuyện thật lợi hại như vậy, đến cả thánh chỉ của nghìn năm trước cũng có thể bịa ra được. Hàn Kim Minh vẫn như vậy, ông ta lại lấy ra một quyển sách cổ, nói, đây là sử ký của nước tôi, tại đây ghi lại rõ ràng câu chuyện một số bác sĩ nước Trung Quốc đã đi tìm bác sĩ của nước tôi nhờ giúp đỡ. Ông ta không ngừng lấy ra những cái gọi là chứng cứ. Nhưng những chứng cứ đó đều buồn cười hoang đường. Đến cả tiền bối như Phương Vĩnh Cát cũng nghe không nổi nữa, ông ta nghiêm mặt, nói, ông Hàn, đừng nói nữa, nói tiếp tục nói, tôi lo rằng khán giả trong hội trường sẽ mất khống chế nhịn không được ra tay với ông ha ha hàn kim minh cười to ra tay với tôi thật là buồn cười cho dù tôi bị đánh chết ở đây cũng không thay đổi được sự thật rằng trung y có nguồn gốc từ hàn y cho dù tôi chết rồi nước cao ly của tôi cũng sẽ có vô số bác sĩ đứng ra vì hàn y chứng minh để cho thế giới biết trung y chỉ là nhánh của hàn y đánh tôi tôi không phục tôi cũng không đánh lại nếu như khiêu chiến tôi về kỹ năng y học chỉ cần là có liên quan đến hàn y tôi đều nhận hết nếu tôi thua tôi lập tức nhận sai xin lỗi quay trở về cao ly đến khi chết cũng không bước vào trung quốc nữa hàn kim minh thật quá đáng chọc giận không ít người nhưng những bác sĩ đó cũng không dám tỏ thái độ dù sao hàn kim minh cũng thể hiện thực lực đáng sợ đến cả thần y phương cũng thất bại bọn họ so tài với hàn kim minh không có bất kỳ cơ hội thắng nào thế nào không dám sao chẳng lẽ thừa nhận trung y có nguồn gốc từ hàn y khó như vậy sao đây là sự thật vì sao các người không chịu thừa nhận chứ nếu không dám so tài vậy nói thẳng ra giải tán hiệp hội y học cổ truyền trung quốc đi hàn kim minh ham dọa vẻ mặt của từng vị chủ tịch tập đoàn lớn dưới sân khấu đều nghiêm trọng đang thương lượng đối sách hai người dẫn chương trình cũng ra mặt khai hiểu đồng nói ông hàn ông chờ một lát chúng tôi cần phải trao đổi một chút nửa tiếng sau sẽ cho ông một câu trả lời được hàn kim minh gật đầu nói tôi đi xuống nghỉ ngơi nửa tiếng sau sẽ quay lại ông ta dẫn theo hồng lãng đi xuống sân khấu mà phương vĩnh cát cũng xuống sân khấu cùng không ít những bác sĩ ở giới trung y có danh tiếng và một số tập đoàn y dược lớn tập hợp lại với nhau thương lượng đối sách từ đầu đến cuối giang thần cũng chưa mở miệng anh ngồi ở dưới sân khấu yên lặng nhìn hàn kim minh biểu diễn đường sở sở cũng ngồi ở một bên. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình Hàn Kim Minh giải độc, cô không khỏi nhớ tới một người. Chồng của cô Giang Thần. Lần trước lúc ở làng Long Tuyền, hứa tình chúng độc rắn, chồng của cô cũng chỉ dựa vào châm cứu và bấm huyệt, đã giúp hứa tình giải được độc. Mà chồng của cô Giang Thần vẫn luôn thề son sắt rằng, phải nổi tiếng ở Đại hội Trung Y. Chỉ là xảy ra chuyện như vậy, Giang Thần bị bắt vào tù, không có cách nào tới tham gia Đại hội Trung Y lần này. Nếu Giang Thần còn ở đây, cô tin Giang Thần nhất định có thể cùng Hàn Kim Minh tranh tài cao thấp. Cùng lúc đó, trên internet đã bùng nổ. Những tên tuổi trên khắp cả nước đều ở trên internet mắng Hàn Kim Minh, mắng nước Cao Ly không biết xấu hổ. Nửa tiếng nháy mắt trôi qua. Sau khi đã thông qua trao đổi, mọi người quyết định ngừng chiến. Nửa tiếng sau, Hàn Kim Minh trở về trên sân khấu, nhìn mọi người dưới sân khấu, hỏi các vị, thương lượng như thế nào rồi? người dẫn chương trình khai hiểu đồng nói ông hàn thông qua trao đổi chúng tôi quyết định chấp nhận lời khiêu chiến của ông nếu ông đã thắng thần y phương trở thành người lập ra quy tắc của cuộc so tài lần này quy tắc của trận so tài tiếp theo là cái gì ông cứ nói được hàn kim minh lớn tiếng nói quy tắc của tôi rất đơn giản khiêu chiến người của tôi chọn ra người có bản lĩnh nhất của các người tới khiêu chiến tôi cảm thấy mình châm cứu lợi hại vậy chúng ta so tài châm cứu cảm thấy mình điều chế thuốc tốt Vậy sẽ so tài chế thuốc, cảm thấy mình bắt mạch tốt, sẽ so tài bắt mạch, tóm lại, so tài sở trường nhất của các người, tôi muốn khiến các người thua tâm phục khẩu phục. Chỉ cần tôi bại dưới bất kỳ một người nào, tôi lập tức xin lỗi, hơn nữa lập tức quay trở về nước Cao Ly, hơn nữa xin thề, cả đời không bao giờ bước vào nước Trung Quốc nữa. Nhưng, nếu như tôi toàn thắng, các người phải giải tán hiệp hội y học cổ truyền Trung Quốc, cũng có thể không cần giải tán, đổi thành hiệp hội Hàn y, tôi làm hội trưởng các người cũng phải thừa nhận Trung Y có nguồn gốc từ Hàn Y với toàn thế giới. Hai người dẫn chương trình sau khi nghe kỹ càng tỉ mỉ quy tắc, thì gật gật đầu. Mao Khang nói, được, vậy dựa theo quy tắc của ông đề ra, chỉ có điều đây đã không phải là trận so tài giao lưu kỹ năng y học đơn thuần, mà là trở thành văn hóa, tranh giành sự kế thừa của nền văn minh, có phải hay không chỉ cần là bác sĩ của Trung Quốc, đều có thể đứng lên khiêu chiến với ông. Đúng vậy. Hàn Kim Minh gật đầu, nhìn camera, nói, nếu người đang xem Livestream cảm thấy mình lợi hại, cũng có thể tới khiêu chiến tôi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 295